Vườn dâu cao sản Thiên Ân ở thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang rộng khoảng 5 hectare. Nơi đây trồng 4 loại dâu, dâu gia bảo, dâu bòn bon, dâu hạ châu, dâu sim. Điều khiến du khách ấn tượng với vườn dâu lớn nhất tỉnh Hậu Giang này là trái 1 triệu cành từ gốc tới ngọn. Theo chủ vườn, khi thu hoạch mỗi cây có thể cho trái tới vài trăm ký. Mình đi các nơi mình cũng thấy là nơi nào cũng có một cái điểm nhấn của nó. Rồi mình về mình có một cái khu vườn đẹp, nên là mình ý tưởng đó mình sẽ mở ra mình làm. Thì từ đó tới nay làm cũng có 7 năm rồi. Mới mở cửa làm du lịch 7 năm, nhưng vườn dâu ngàn gốc mà ông Tâm gây dựng đã 20 năm. Những cây dâu khỏe cho trái mạnh gần như kính thân cây. Hiện đang vào mùa thu hoạch nên khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ, thường tìm đến đây để thưởng ngoạn, check-in, chụp ảnh với những chùm dâu chín mọng. Hòa mình vào vườn dâu xum xuê, mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách. Em rất là thích những cái vườn dâu có rất là nhiều quả, bây giờ nó cũng đang vào mùa, cho nên là trái rất là nhiều, rất là đẹp và lên những cái shot hình rất là ưng ý. Khi mà em ở thành phố thì khói bụi đồ là mình cũng hơi ngột ngạt khi mà em tìm về được cái nơi gần gũi với thiên nhiên như là vườn dâu mình, em cảm thấy rất là thoải mái. Phong Điền, thành phố Cần Thơ thì rất là nổi tiếng với những vườn dâu trĩu quả, nhưng tại Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cũng có một vườn dâu rất là rộng như vậy và trở thành một điểm đến rất là lý tưởng cho mọi người, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Đến đây thì mọi người cũng có thể thưởng thức dâu tại vườn. Để có dâu quanh năm, chủ vườn đã khéo léo trồng xen kẽ các giống dâu. Dâu bòn bon, gia bảo cho trái khoảng tháng 4 đến tháng 6, còn dâu hạ châu cho trái nghịch khoảng tháng 7 đến tháng 9. Với cách làm này, vườn dâu Thiên Ân đang là điểm đến hấp dẫn khách tham quan, góp phần tạo điểm nhấn cho du lịch sinh thái miệt vườn Hậu Giang.